Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm cho bài giảng. Hôm nay Hải sẽ giảng các em toán lớp 6 bài số 7 sẽ kết nối cho khúc cuộc sống nha. Trong lúc xem bài giảng của Hải Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để Hải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ bài số 17 mình sẽ phải chia hết ước và bội của một số nguyên. Giờ như vậy là mình sẽ có một số khái niệm và thuật ngữ gồm có phép chia hết ước và bội. Như là mình đã học về bội và ước của số tự nhiên rồi. Bây giờ mình sẽ học về bội và ước của số số nguyên luôn. Giờ mình sẽ có các kiến thức và kỹ năng sau thực hiện phép chia hết đối với số nguyên. Nhận biết quan hệ chia hết trong tập số nguyên và nhận biết và tìm ước và bội của một số nguyên. Ước và bội của một số nguyên có gì khác, có gì giống và khác với ước và bội của một số tự nhiên mà chúng ta đã học. Giờ bài này chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó nhé. Giờ số 1 mình sẽ học về phép chia hết. Cho A và B sẽ cùng tập hợp số nguyên B khác không. Nếu có số nguyên Q sao cho A sẽ bằng B nhân Q thì ta sẽ có phép chia hết. Như vậy có nghĩa A chia B bằng Q, đúng không? A sẽ là số bị chia, B là số chia, Q là không. Khi đó ta nói là A sẽ chia hết cho B. Và ký hiệu chính là ba dấu chấm thẳng đứng nhé. A chia hết cho B. Dấu ba chấm thẳng đứng có nghĩa là chia hết. Giờ ví dụ 1, như là 12 chia hết cho trừ 3. Vì sao? Vì 12 sẽ bằng âm 3 nhân cho âm 4. Đúng không? Như vậy ta có là 12 chia cho âm 3 sẽ bằng âm 4. Ngược lại 12 chia âm 4 sẽ bằng âm 3. Đúng không? Tiếp theo là câu B. Âm 35 chia hết cho 7. Vì âm 35 sẽ bằng 7 nhân cho âm 5. Ta có là âm 35 chia cho 7 sẽ bằng âm 5. Ngược lại nếu mình lấy âm 35 chia cho âm 5 cũng bằng 7, đúng không? Nhận xét là 12 chia 3 bằng 4. Ta sẽ suy ra những phép chia hết. Như là từ cái phép tính là số tự nhiên 12 chia 3 bằng 4 thì mình sẽ suy ra được là 12 chia cho âm 3 sẽ bằng âm 4. 12 chia cho 3, âm 12 chia cho 3 sẽ bằng âm 4 và âm 12 chia âm 3 sẽ bằng 4. Như mình sẽ có dấu của không thì mình thấy là dấu cộng chia dấu cộng sẽ bằng dấu cộng nhé. Dấu âm chia dấu âm cũng bằng dấu cộng luôn. Còn nếu mà khác dấu, dấu dương chia dấu âm sẽ bằng dấu âm và dấu âm chia dấu dương sẽ bằng dấu âm. Có nghĩa là hai cái dấu cùng dấu chia nhau sẽ ra dấu dương và ngược lại hai cái khác dấu chia nhau sẽ thành dấu dấu âm, đúng không? Như vậy mình sẽ nhớ quy tắc này để làm sau này mình sẽ điền dấu của phép chia cho thích hợp nhé. Tiếp theo là mình sẽ qua luyện tập 1, thực hiện phép chia 135 chia 9, từ đó suy ra hương của phép chia 135 chia cho âm 9 và âm 135 chia cho 9 nhé. Giờ thầy sẽ làm luyện tập 1 câu số 1. Như vậy mình thấy là 135 chia cho 9 thì sẽ bằng bao nhiêu? 135 chia 9 bằng bao nhiêu? Hãy sẽ tính nhận chỗ này cho các em xem nha. Như trước hết mình sẽ lấy 13 chia 9 thì được 1, đúng không? 1 nhân 9 là 9, 13 chia 9 được 4. Hệ số 5 được mình là được là 45. 45 chia 9 được 5, như kết quả là 15. Giờ từ đó suy ra. Một trăm ba mươi lăm chia cho âm chín sẽ bằng, mình thấy đây là phép chia của hai số khác dấu thì kết quả sẽ bằng dấu âm, đúng không? Như kết quả là âm 15, đúng không? Tiếp theo là âm 135 chia cho âm 9 thì mình thấy đây là phép chia của hai số nguyên cùng dấu thì kết quả sẽ bằng dấu dương, như vậy kết quả sẽ là 15, đúng không? Giờ mình sẽ làm câu số 2 luôn. Giờ câu 2 người ta kêu mình thực hiện hai phép chia ha. Mình cứ tính bình thường thôi nha. Như vậy là âm 63 chia cho 9. Thì đây là phép chia của hai số nguyên khác dấu thì mang dấu âm. 63 chia 9 thì bằng bao nhiêu? 63 chia 9 thì được 7. Như vậy kết quả sẽ là âm 7 nha.
Tiếp theo sẽ là câu về âm 24 chia cho âm 8 sẽ bằng bao nhiêu. Đây là phép chia của hai số nguyên cùng dấu, hệ kết quả mang dấu dương. 24 chia 8 thì được 3, như vậy kết quả sẽ là số 3 nha. Giờ như vậy mình xong phần luyện tập 2 nha. Như vậy mình xong câu số 2 của phần luyện tập 1 nha. Giờ như mà xong luyện tập 1 mà sẽ tiếp phần bài giảng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ học về ước và bội. Khi A chia hết cho B, AB thuộc tập hợp các số nguyên và B không. Ta còn gọi A sẽ là một bội của B và B sẽ là một ước của A. Như vậy ở đây mình có là A chia hết cho B thì A gọi là bội của B và B gọi là ước của A. Mà một bội thôi nha. A sẽ là một bội của B và B sẽ là một ước của A. Đúng không? Ví dụ như 3 là một ước của âm 12 vì âm 12 chia hết cho 3. Và mình sẽ có là âm 35 sẽ là một bội của âm 7 vì âm 35 chia hết cho âm 7. Đúng không? Nhận xét nếu A là bội của B thì trừ A cũng sẽ là bội của B. Nếu B là một ước của A thì trừ B cũng là một ước của A. Đúng không? Như vậy ở đây mình thấy là âm 12 sẽ là bội của 3 thì có nghĩa là 12 cũng là bội của 3. Đúng không? Và âm 35 là bội của âm 7 có nghĩa là 35 cũng sẽ là bội của âm 7 luôn nha. Giờ tiếp theo là ví dụ 3. Tìm các ước của 4 và các ước của 6. Giờ ví dụ 3 người ta dạy cho mình luôn. Như là ước của 4 có nghĩa là những số mà 4 chia hết. Như mình thấy là 4 sẽ chia hết cho 1, cho 2, cho 4. Đồng thời 4 cũng chia hết cho âm 1, âm 2, âm 4. Như mình kết luận là ta có các số ta có các ước dương của 4 là 1, 2, 4. Do đó tất cả các ước của 4 sẽ là 1, âm 1, 2, âm 2 và 4, âm 4. Tương tự ta có các ước dương của 6 sẽ là 1, 2, 3, 6. Do đó tất cả các ước của 6 sẽ là 1, âm 1, 2 âm 2, 3 âm 3 và 6 âm 6. Như vậy là để tìm cái ước của số nguyên A, ta sẽ tìm cái ước dương của A trước, rồi sau đó mình sẽ lấy số đầu của chung. Đúng không? Giờ chú ý ta thấy các số là âm 2, âm 1, 1, 2 là ước của 6, vừa là ước của 4. Chúng được gọi là những ước chung của 6 và 4. Giờ tiếp theo mình sẽ quay ví dụ 4, tìm các bội của 7. Như vậy để tìm bội của 7 thì mình sẽ nhân lần lượt. Mình sẽ lần lượt nhân 7 cho các số tự nhiên 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng không? Như vậy ta được các bội dương của 7 sẽ là 0, 7, 14, 21, 23. Do đó các bội của 7 sẽ là 0, 7, âm 7, 14, âm 14, 21 và âm 21. Như vậy là mình sẽ giống như phần bội của số tự nhiên, nhưng mà mình thêm cái phần lấy số âm nữa. Đúng không? Giờ tiếp theo phần luyện tập 2 mình sẽ tìm các ước của âm 9 nha. Giờ hãy sẽ làm câu này. Câu này. Các ước của âm 9 là. Như vậy ở đây mình sẽ tìm các ước dương của âm 9 trước nha. Giờ sau đó mình sẽ liệt kê tất cả các ước của 9 luôn. Các ước dương. Các ước dương của 9 này, của âm 9 này. Như vậy mình thấy là giờ các ước dương của âm 9 mình thấy là âm 9 sẽ chia hết cho những cái số này. Mình sẽ chia âm 9 lần lượt cho các số tự nhiên. Thì mình thấy là âm 9 sẽ chia hết cho 1, cho 3 và cho 9. Đúng không? Như mình cứ lận là vậy. Các ước của âm 9 này.
Giờ ở đây mình sẽ liệt kê những số dương và số âm luôn. 1, âm 1, 3, âm 3 và 9, âm 9 luôn, đúng này. Giờ như mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ câu B, mình sẽ tìm các bội của 4 lớn hơn âm 20 và nhỏ hơn 20. Như vậy mình nhớ là bội của 4 có nghĩa là những số mà chia hết cho 4, đúng không? Giờ như mình trả lời nha, các bội của 4. Như giờ để tìm bội của 4 thì mình sẽ nhân 4 lần lượt cho các số tự nhiên 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giờ sau đó mình lấy số đối luôn, đúng không? Giờ đây mình sẽ để là các bội dương của 4 trước nha. Các bội dương của 4 này. Giờ như mình sẽ viết những số dương mình sẽ nhân cho lần lượt cho các số tự nhiên từ 0. 4 nhân 0 là 0, nhân 1 là 4, nhân 2 là 8, nhân 3 là 12, 16, 20, vân vân, còn nữa, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ liệt kê tất cả các bội của 4 luôn, cả dương cả âm luôn, đúng không? Tất cả các bội của 4 này. Như vậy ở đây mình sẽ có là 20 thì mình sẽ lấy đối sẽ là âm 20. Tiếp theo sẽ là âm 16, âm 12, âm 8, đúng không? Âm 4, giờ số 0, giờ 4, 8, 12, 16, 20, vân vân, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ xem những cái số nào không mang điều kiện, những cái bội nào không mang điều kiện. Người ta nói là người ta kêu tìm bội của 4 lớn hơn hay âm 20 và bé hơn 20. Như vậy lớn hơn âm 20 thì mình sẽ bỏ âm 20 đi, và bội nhỏ hơn 20 mình không lấy số 20 nha. Giờ mình kết luận là vậy, các bội của 4 lớn hơn âm 20 và nhỏ hơn 20 là. Giờ mình sẽ liệt kê nha. Như vậy ở đây mình sẽ lấy bỏ âm 20 đi, mình sẽ lấy âm 19, âm 12, âm 8, âm 4, giờ 0, 4, 8, 12, 16, đúng rồi. Giờ mình tới lấy số 16 thôi, mình không lấy số 20 nha. Giờ như mình xong phần luyện tập 2 nha. Giờ như mình xong phần luyện tập 2, mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Giờ tiếp theo là phần tranh luận. Có hai số nguyên A và B khác nhau, nào mà A chia hết cho B và B sẽ chia hết cho A không? Giờ như là bạn chồng này nói, aha, tớ vừa tìm thấy hai số như vậy đấy. Giờ bạn Quân mới hỏi là sao mà thấy được. Như là không biết chồng đã tìm được hai số nguyên nào nhỉ? Nhưng mình thấy là hai số nguyên mà đối nhau thì sẽ chia hết cho nhau, đúng không? Ví dụ là 2 và âm 2, 3 và âm 3, 4 và âm 4 chẳng hạn. Thì chỉ cần hai số nguyên đối nhau thì sẽ khỏi mà điều kiện là A chia hết cho B và B sẽ chia hết cho A, đúng không? Giờ thầy sẽ giải cái này luôn. Hai số nguyên đối nhau, hai số nguyên đối nhau thì khó mạng đề bài, đúng không? Ví dụ
Ví dụ mình sẽ có là 8. Mình sẽ chia hết cho âm 8. Đúng nè. Và mình thấy là âm 8 cũng chia hết cho 8. Đúng nè. Giờ như vậy là mình xong phần lý thuyết nha. Còn phần bài tập thì sẽ làm video bài giảng kế tiếp, các em nhớ đón xem nha. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.